Zombie Apocalypse. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mỗi ngày một bài toán lớp 6 và chúng ta đang ở trong chuyên đề liên quan đến số nguyên. Và ngày hôm nay là ngày hậu Valentine. Không biết tất cả các bạn đã có quà riêng của mình hay chưa? Mình mong muốn tặng cho các bạn một món quà nhỏ nhỏ thôi. Đó chính là bài tập ngày thứ 162 cho các số nguyên từ A1 đến A100, trong đó A1 bằng 1, A2 bằng âm 1, AK bằng AK trừ 2, nhân AK trừ 1 với K thuộc N và K lớn bằng 3 là tính AK A100. Tương đối là phức tạp đúng không? Nhiều bạn có vừa bảo rằng là mình không muốn được tặng bài 162. Chắc chắn bài tập 162 này sẽ là một bài tương đối là ngắn. Thế thì bài ngày hôm nay được cho bởi công thức này các bạn ạ. Một dạng toán mà hình như là chúng ta chưa cho được bởi công thức này bao giờ. Có nghĩa là một bài tập về dãy số hàng hạn, hoặc là một bài tập về cấp số, dãy số cộng hoặc là dãy số nhân ý cho bởi công thức. Đây là một cái bài tập mà tương đối là quen thuộc đối với các anh chị lớp trên, nhưng tuy nhiên đối với lớp 6 của mình thì cũng rất là mới lạ. Thế nên là bài tập ngày hôm nay của chúng ta cũng tương đối là dễ thôi. Đầu tiên là chúng ta cùng phân tích cái công thức này trước này. AK bằng AK trừ 2 nhân với AK trừ 1. Thì cái công thức này được hiểu như thế nào? Tại sao lại với K lớn bằng 3? Đó. Thế thì người ta cho hai giá trị ban đầu là A1 bằng 1 và A2 bằng âm 1, đúng không? Có lẽ là mình sẽ đóng khung cái khác. Đây. Để làm gì để mình có thể tìm được các giá trị tiếp theo? Ví dụ, mình sẽ có thể tìm được giá trị A3, A4, A5, A6. Thế thì tìm như thế nào? Tìm như sau. Đầu tiên là đề bài cho K lớn bằng 3, như vậy K bắt buộc phải bằng 3 đầu tiên nhé các bạn nhé. Đúng không? Cái giá trị thấp nhất ấy, A3 thì sẽ bằng, lẽ là mình sẽ dùng màu này, A bằng A nhân A này. Thì đầu tiên là A3 bằng 3 trừ 2 thì bằng 1, đúng không? 3 trừ 1 thì bằng 2. Như vậy A3 sẽ bằng A1 nhân A2. Đúng chưa nào? Thì A1 sẽ là 1, A2 sẽ là trừ 1. Như vậy A3 sẽ là âm 1. Đúng không? A3 bằng âm 1. Được chưa nào? Tiếp theo, bây giờ mình có thể tìm tiếp được giá trị là A4. Bằng A4 thì mình thay vào đây thì bằng A2 nhân A3 bằng A2 thì bằng âm 1. Đúng không? A3 đâu? A3 lấy ở đây à? Không, A3 lấy ở đây này các bạn này. Các bạn vừa tìm được A3 đây này. Đấy, bằng âm 1. Đúng chưa nào? Đấy, bằng âm 1. Thì như vậy A4 là bằng 1. Đúng chưa? Thì mình có thể viết lại cái dãy số bên này nhé. Dưới dạng như sau này. 1 này, âm 1 này, âm 1 này, 1 này. Thế các bạn có đoán được quy luật chưa? Các bạn có dự đoán được quy luật tiếp theo không? Số tiếp theo là 1 này, 1 âm 1 này, âm 1 này, 1 này. Số tiếp theo sẽ bao nhiêu? Mình cứ tìm nhá. A5 này. A5 thì sẽ trừ đi sẽ bằng là A3 nhân A4, đúng không? A3 thì bằng âm 1. Đúng chưa nào? A4 sẽ là 1. Như vậy kết quả là bằng âm 1. Đúng chưa nào? Rồi. Tiếp theo A6 nhé. Quy luật được chưa các bạn? A6 bằng. A5. A4. Nhân. A5. Được chưa nào? Thế thì kết quả sẽ thu được là bằng bao nhiêu nào? Bằng. A4 thì bằng 1. A5 thì bằng âm 1. Đúng không nhá? Kết quả bằng âm 1. Bằng âm 1. Đấy. Thế cả giờ các đoạn đoán được quy luật chưa nào? Như là 1 âm 1 âm 1, 1 âm 1 âm 1, đúng không? Thì dự đoán xem chắc chắn số tiếp theo sẽ phải là 1. Thử nhá. Nếu đúng quy luật rồi thì chúng ta đã có thể giải quyết được bài tập này rồi. A7 này.
bằng A6 bằng A5. 5 nhân A6, A5 là âm 1, A6 là âm 1. Như vậy bằng 1, đúng rồi. Tiếp tục dự đoán tiếp ở đây sẽ phải là âm 1. Đúng không? Thế thì ở đây sẽ là A8 bằng A6 nhân A7. A6 thì bằng âm 1 nhân 1 bằng âm 1, đúng rồi. Thế quy luật là cứ 3 số bộ 3 như thế này thì sẽ ra. Thế thì các bạn phải làm ra nháp, tương đối lên nhiều đấy thì mới ra được quy luật. Đến đây rồi ra quy luật rồi thì mình có thể tìm được A100 không? A100 thì mình tìm số hạng như thế nào? Đấy. A100. Nếu cứ theo công thức thì A100 thì sẽ bằng A98 nhân A99, đúng không? Bằng cái gì đấy? 1 là âm 1, 2 là 1 thôi. Nhưng tuy nhiên là mình có thể nhìn vào quy luật để tìm. Ví dụ như là A100 thì cứ cách, ở đây là cách 3 đơn vị thì thành một quy luật, đúng không? Bộ 3 mà. A1 này, A4 này. Mình thử ghi quy luật ra nhá. Quy luật này, A1 sẽ bằng A4. Cách 3 mà. 1, 2, 3, 4 mà. Đúng không? Sẽ bằng chấm chấm chấm. Bằng đến bao nhiêu? Những khoảng cách 3 đơn vị thì mình sẽ tìm được xem là bao nhiêu nào. A100 đúng không? A100 thì sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ? Ở đấy, bây giờ là quy luật là nó bằng nhau những cách 3 đơn vị. Thế thì mình sẽ chỉ cần lấy số số nào nhỉ? Tự dưng mình lại quên mất. À, nào. Thế thì 3 đơn vị thôi thì mình nhân 3 lên. Lấy 1 cộng với cả N trừ 1 nhân 3. Đúng chưa? Thì 1 cộng với cả 99 nhân 3. To quá, đúng không? Như vậy N thì không phải là này rồi. Thế thì như vậy là mình lấy 100 trừ đi cho 1. Đúng chưa? Thằng này là 100 mà. Mình tìm được xem là N là số bao nhiêu. N thì tìm nhanh ra được là N bằng 33. Đúng không? Thì như vậy là 100 đúng là nằm ở trong dãy A1, A4 rồi. Đúng chưa nào? Bằng A100. Thì như vậy là kết quả là bằng 1. Như vậy là chúng ta đã tìm được kết quả A100 là bằng 1. Tại sao A100 lại bằng 1? Bởi vì 1, 4 gì đó đến 1 ý, thì nó nằm đúng trong dãy này thật. Nằm dãy này thì mình dùng dãy cộng thôi. Mình tìm xem N này là số thứ bao nhiêu. Nhá. Đây là K. Không liên quan gì đến N đâu. Bạn nhá. Được chưa nào? Thế thì nếu bài tập này mà giải thích ra ấy, thì nó sẽ tương đối là dài. Nhưng mà nếu nói một cách ngắn gọn mà tìm được quy luật ra nháp ấy, thì cũng không quá dài đâu. Các bạn ạ. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tìm trình bày lời giải nhé. Lời giải này. Theo công thức AK này. Đây, mình copy lại cái công thức này. Đúng không? Công thức này. Đấy, thì A3 sẽ bằng A1 nhân A2 bằng 1 nhân A1. Có lẽ là để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ gõ trước nhá, xong mình các bạn theo dõi thôi, bởi vì nó cũng giống bên cạnh thôi mà nhá. Rồi, thế thì đến đây thì mình cũng sẽ chấm 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 thôi. Và mình sẽ ghi luôn cái công thức là A100 sẽ bằng là A98 nhân A99. Được chưa nào? Thế thì mình không tính được. Bởi vì nếu mà viết ra thì rất là nhiều. Thế nên là mình sẽ tìm quy luật. Đúng không? Theo công thức trên thì mình sẽ tìm ra được rồi. Do đó
ta có dãy số là âm 1 này, âm 1 này, 1, âm 1, âm 1, 1 này, âm 1 này, âm 1 này, đúng không? Như vậy, dãy số trên lặp lại tuần hoàn theo quy luật là 1, chữ 1, âm 1, đúng chưa? Do đó thì nên chúng ta dự đoán được rằng là A1 sẽ phải bằng A4, bằng A4 và bằng A7, đúng không? Và chắc chắn sẽ bằng đến A100. Chưa? Mình giải rồi đấy. Mình giải theo quy luật rồi đấy. Đây này. Đoạn cuối là 100 đúng không? Mình tìm em n bằng 33. Thì đúng rồi. Nó đúng là trong dãy này. Số hạng đầu nhân với cả số thứ tự. Đấy. Nhân 3. Theo công thức rồi. Thì như vậy là mình sẽ tìm được A1 thì bằng 1 rồi. Thế bây giờ là bài tập này. Bài tập thì lại bảo bắt tìm. Ví dụ như bài tập một cái bài tập khai thác một tí đi. Bây giờ đề bài bắt tìm A2021 đi. Thì phải làm như thế nào? Đấy. Nếu mà tìm A2021 thì làm như thế nào? Thì bây giờ mình thử nhá. Mình thử hướng dẫn cho các bạn này. Khai thác luôn, hướng dẫn luôn. Thế thì không để cho các bạn đỡ nhầm. 2021, số thứ 2021 nhá. Thì hàng số hạng đầu là 1 này. Cộng với cả N-1 nhân 3 nhá. Không thì các bạn lấy N cũng được. Hoặc là mình gọi đây là D. N-1 đi. Mình theo dụng theo đúng công thức thôi. Vận dụng thôi. Thì trừ 1 là bằng 2020, đúng không? Bằng N-1 nhân 3. Thế thì vì N-2020 thì lại không chết cho 3. Đấy. Thế nên là mình sẽ lấy giảm đi một giá trị đi. Nha. Mình lấy là 2020 đi. Nha. Mình lấy A-2020. Mình tìm A-2020 thì cũng suy ra A-2021, đúng không? Đấy. Thế nên là mình sẽ tìm A-2020. Được chưa nào? Xem A2020 nó có nằm ở trong cái dãy này không nhá. Thì như vậy là 2020 sẽ bằng là 1 cộng với cái N-1 nhân D nhân 3. Như vậy là trừ 1 đi thì sẽ bằng là 2019. Ồ, chia cho 3 rồi. Nhân N-1 nhân 3. Như vậy N-1 sẽ bằng bao nhiêu? 2020 chia cho 3 thì được là 673, đúng không? Như vậy là số 2020 này nằm ở trong dãy này, đúng không? Thế nên là mình sẽ viết là A2020 thì sẽ phải bằng 1. Sau số 1 thì A2021 sẽ bằng âm 1. Đấy, thấy chưa nào? Rồi. Rồi. Thế thì như vậy là cũng đã kết thúc. Hôm nay mình bài khai thác của mình là cho các số nguyên là A1, A2, A3, trong đó A1 bằng 1, A2 bằng 2, tìm A100. Vẫn quy luật đấy nhưng mà tính nó sẽ khó hơn đấy các bạn nhé. Tương tự như vậy là A2020 đây. A1 bằng 1, A2 bằng âm 2. Ui, mày này khó đấy. Có dấu âm mà nó khó lắm các bạn ạ. Thôi không sao cả. Thế thì chúng ta sẽ suy nghĩ cho mình thêm một bài tập để một buổi sau mình tiếp cận nhé. Đó chính là x nhân y bằng 7, x trừ 3 nhân gì đó. Được chưa nào? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe nhé. Bye bye.